guys. My name is Ưng Thị Thu Hà. I'm from An Táo Secondary School, Hưng Yên City. Xin chào tất cả các em. Cô là Ưng Thị Thu Hà, giáo viên tiếng Anh trường Trung học cơ sở An Táo, thành phố Hưng Yên. Vậy là các em đã học xong chủ đề số 8, Unit 8, Tourism. Hôm nay cô rất vui khi đồng hành cùng các em trong chủ đề số 9, Unit 9, một chủ đề vô cùng quen thuộc với các em, English in the World, tiếng Anh trên thế giới. Trong nội dung bài hôm nay, cô cùng các em sẽ nghiên cứu hai phần Getting Started và Pronunciation của A Close Look One. Now, before starting the lesson, I have a picture for you. What can you see in the picture? A teacher and some students. Where are they now? They are in an English club. What are they talking about? They are talking about the English language. Để hiểu hơn về ngôn ngữ tiếng Anh, cô có cho các em một số câu hỏi liên quan đến bộ môn tiếng Anh, đến kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh. Trong mỗi câu có 3 đáp án, các em hãy suy nghĩ thật nhanh và chọn ra đáp án mà mình cho rằng là đúng nhất nhé. Number 1, which language is most spoken as a first language in the world? A. English. B. Chinese. C. Vietnamese. Question number 2. English has about words and technical terms. A. 500,000. B. 300,000. C. 800,000. Question number 3. The form makes things easy to learn. A. Simplicity. B. Flexibility. C. Openness. Question number 4. One of the reasons why the vocabulary of English is open is that it has A. A lot of words. B. Many varieties. C. Borrowed many words. Question number 5. Some English verbs are their nouns or adjectives. A. Different from. B. The same as. C. Trained according to. Okay, have you finished? Now, open your book, please. Page 30. Let's listen and read the conversation and check the answer, please. Listen and read. Welcome to English Club. Today I'm going to do a quick quiz to check your knowledge of the English language. Question 1. Is English the language which is spoken by most people in the world? Of course it is. Incorrect. Chinese is the language which is spoken by most people in the world. Question 2. Does English have the largest vocabulary? Yes, with approximately 500,000 words and 300,000 technical terms. Yes, spot on. This is due to the openness of the English language. English has borrowed words from many other languages. Yeah, if there weren't so many words, it would be easier for us to master it. Haha, but the simplicity of form makes English easy to learn. Many English words have been simplified over the centuries. Now, question 3. Who can tell me an English word that can operate as a noun, a verb, and an adjective? I think the word subject can operate as noun, verb, and adjective. Excellent! In English, the same words can operate as many parts of speech. That's due to its flexibility. Question 4. What is the longest word in English which has only one vowel? Is it length? No, I think it's strength. That's right, V. Lastly, question 5. Who can tell me at least 3 varieties of English? American English, Australian English, and yes, Indian English. Okay, now let's check the answer. The first one. Ngôn ngữ nào được nói như là tiếng mẹ đẻ bởi nhiều người nhất trên thế giới?
với nội dung câu hỏi như thế này, chúng ta sẽ tìm thông tin trong bài hội thoại nhé. Với câu hỏi của thầy giáo là Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world? Có phải tiếng Anh là ngôn ngữ mà được nói bởi như là tiếng mẹ đẻ bởi hầu hết mọi người trên thế giới không? Và bạn Dương đã trả lời là Of course, it is. Tuy nhiên, thầy giáo đã khẳng định câu trả lời của bạn Dương là chưa chính xác. Incorrect. Chinese is. So, the answer is Chinese. B. Okay. Let's come to number two. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tìm thông tin trong bài đối thoại. Đó chính là câu trả lời của bạn Vi. Yes, with approximately 500,000 words and 300,000 technical terms. Có tới sấp xỉ 500.000 từ và 300.000 từ thuật ngữ kỹ thuật. Vậy là tổng cộng là 800, đúng không nhỉ? So the answer is C. Yes, good. Number 3. Nào chúng ta hãy tìm thông tin trong bài hội thoại nhé. Đó chính là câu nói của thầy giáo. The simplicity of form makes English easy to learn. So, the answer is A. Sự đơn giản trong hình thức tạo cho tiếng Anh dễ dàng để học. Now let's come to number 4. Cô trò ta cũng tìm lại thông tin trong bài đối thoại nào. Đó chính là câu nói của thầy giáo. Yeah, spot on. This is due to the openness of the English language. English has borrowed words from many other languages. So, the answer is C. Một trong những nguyên nhân, những lý do tại sao mà tự vựng tiếng Anh lại rộng như vậy, đó chính là mượn từ nhiều ngôn ngữ khác. Ok? The last one. Cô trò ta cùng quay lại phải buổi thoại một lần nữa nhé. Đó chính là câu trả lời, câu nói của thầy giáo. In English, the same word can operate as many parts of speech. Okay, the answer is B. Một số từ vựng, một số trong tiếng Anh, một số động từ giống như danh từ và tính từ của nó. Vậy các em thấy trong bài thầy giáo có đề cập đến một từ mà vừa có chức năng là động từ, danh từ và cả tính từ nữa. Nó là từ nào nhỉ? Ok, đó chính là từ subject. Vậy là chúng ta vừa mới hoàn thành xong một bài tập hết sức thú vị về tiếng Anh. Để hiểu hơn về nội dung của bài học ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em một số từ mới nhé. Now the first one, flexible. Flexible, it means linh hoạt. The second, simplicity. Simplicity, it means sự đơn giản. The last one, dialect. Dialect, it means tiếng địa phương. Now listen and repeat. Flexible, flexible. Simplicity, simplicity. Dialect, dialect. Các em hãy viết từ vựng mà chúng ta vừa học vào trong vở nhé. Các em ạ, trong tiếng Anh, danh từ thường được hình thành bằng cách thêm hậu tố sau tính từ. Hai hậu tố mà chúng ta thường thêm sau tính từ để hình thành danh từ đó chính là đuôi this và đuôi it. For example, open, openness. Similar, similarity. Vậy các em thấy openness là danh từ được hình thành bằng cách thêm đuôi this sau tính từ open và similarity là danh từ được hình thành bằng cách thêm đuôi et sau tính từ similar. Vậy các em hãy vận dụng cái phần nội dung bài học, hãy tìm cho cô trong bài hai danh từ của hai tính từ sau simple và flexible. Okay, now let's check. Simple, simplicity, flexible. Flexibility, okay? Now, convert these adjectives into nouns.
Các em hãy chuyển những tính từ sau sang danh từ. Sad. The noun is sadness, nỗi buồn. Dark. The noun is darkness, bóng tối. Stupid. The noun is stupidity, sự ngốc nghếch. Cô có ba tính từ sau: popular, happy, punctual. Các em hãy chuyển nhanh cho cô ba tính từ này sang danh từ nhé. Okay, now let's correct. Popular. The noun is popularity, sự phổ biến. Happy. The noun is happiness, niềm vui, niềm hạnh phúc. The last one, punctual. Punctuality, sự đúng hạn. Các em hãy xem phần bài của mình và chữa cho phù hợp với phần bài của mình nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào một phần bài từ vựng, nghiên cứu một phần bài từ vựng chủ đề qua phần bài tập Match the words or phrases in column A with the definitions in column B. Các em sẽ nối từ và cụm từ ở cột A với phần định nghĩa ở cột B. Now listen and repeat. First language. First language. Second language. Second language. Official. Official, sorry, official language, official language. Accent, accent. Dialect, dialect. Để làm được phần bài tập này, các em hãy tìm cho cô những keywords ở cột B để phù hợp với từ hoặc cụm từ ở cột A. For example, number one. Với câu cụm từ thứ nhất, cô tìm được phần keywords, đó chính là learn to speak from birth. Tiếng mẹ đẻ, đó chính là cái ngôn ngữ mà bạn nói từ khi sinh ra. So number one goes with C, okay? Number two, second language. Ngôn ngữ thứ hai, chúng ta hãy cùng tìm keywords từ khóa trên nội dung của phần cột B nhé. Đó chính là learn to speak well, use for work or at school, not language you learn first at home. Ngôn ngữ thứ hai đó là ngôn ngữ mà bạn học nói một cách trôi chảy mà bạn sử dụng để làm việc hoặc ở trường học, không phải mà ngôn ngữ mà bạn học ở quê nhà. So number two goes with E. Number three, official language. Từ khóa của cụm từ khóa của câu số 3 của cụm từ thứ 3 này đó chính là general use, generally used in the government, public administration, law and education system. Ngôn ngữ chính thức đó chính là ngôn ngữ mà được sử dụng ở trong hệ thống chính phủ, hành chính công, luật pháp và hệ thống giáo dục. So number three, you match with B. Number four, accent. Từ khóa của từ này đó chính là way of pronouncing the words. Shows which country or area a person comes from. Đó chính là một cách phát âm của từ, một ngôn ngữ mà cho ta biết rằng cái người đó đến từ vùng nào hoặc đất nước nào. So number four goes with A. The last one, dialect. Vậy phần từ khóa của đáp án câu từ cuối cùng đó chính là original form of a language. Vậy các em thấy đây chính là từ địa phương, là ở mỗi vùng miền có một phát âm khác nhau. Vậy từ từng vùng miền đó, các em sẽ thấy cùng một danh từ nhưng người ta sử dụng những cùng một vật người ta sử dụng những danh từ khác nhau để nói. Ví dụ như các em thấy miền Bắc mình thì dùng là chăn, còn người miền Nam thì lại dùng là mền đấy các em ạ. Vậy đáp án của câu số 5 đó chính là D. Sang bài tập tiếp theo. Match the beginning of each sentence from 1 to 6
to its ending from A to F. Em hãy nối phần đầu của mỗi câu sau ở cột A với phần cuối của mỗi câu ở cột B. Vậy để làm được bài tập này, các em hãy để ý cho cô cái từ gạch chân hay là từ cuối cùng của mỗi câu để các em sẽ suy luận ra phần nối tiếp của nó là gì. For example, English is. Các em thấy ở ngay câu đầu tiên này thì từ động từ to be is là kết thúc của vế đầu, thì sau to be sẽ là một danh từ, một động từ ở dạng verb in hoặc quá khứ phân từ. Vậy để phù hợp với ngữ pháp cũng như ý nghĩa của câu, đáp án của câu này sẽ là 1F. English is used as a first language in at least 75 countries around the world. Tiếng Anh được sử dụng như là tiếng mẹ đẻ ở ít nhất 75 quốc gia trên thế giới. Number 2. Phần cô gạch chân có từ cuối cùng đó chính là từ động từ speak. Sau động từ speak, nó sẽ là một gì? Danh từ chỉ ngôn ngữ các em ạ. Vậy, đáp án thỏa mãn nhất đối với câu này đó chính là đáp án C. The British Council estimates that about 375 million people speak English regularly as a second language. Hội đồng Anh ước tính có khoảng 375 triệu người nói tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai. Number 3. Tiếp theo các em thấy ở câu 3, cô cũng gạch chân và từ cuối cùng đó chính là động từ to be a, giống như câu 1. Sau nó sẽ là một danh từ hoặc một động từ to be, động từ verb in ở dạng verb in hoặc quá khứ phân từ. Vậy, các em thấy trên cột B, đáp án phù hợp nhất đối với câu này đó là gì? A. A present over a billion people are learning English worldwide. Hiện nay trên có khoảng trên 1 tỷ người đang học tiếng Anh trên toàn thế giới. Number 4. Phần gạch chân từ cuối cùng đó là từ động từ have. Sau have có thể là một danh từ hoặc một quá khứ phân từ. Vậy các em thấy trong phần cột B, đáp án phù hợp nhất với câu 4 đó là đáp án gì? B. Immigration, new technologies, popular culture and even war have all contributed to the growth of English. Sự nhập cư, công nghệ mới, văn hóa phổ biến và thậm chí cả chiến tranh đều góp phần tạo ra sự phát triển của tiếng Anh. Number 5. Phần gạch chân của cô đó là varieties and such as. Sau such as chắc chắn nó sẽ phải là những danh từ chỉ sự liệt kê. Vậy các em thấy trên cột B của chúng ta có đáp án nào là chỉ sự liệt kê? Đó chính là đáp án E. Nowadays, there are many varieties of English all over the world, such as British English, American English, Australian English, Indian English. Ngày nay, có rất nhiều những biến thể của tiếng Anh trên toàn thế giới như là Anh, Anh Mỹ, Anh Úc và Anh Ấn. And the last one, of course, is D. There are many differences in accents and dialects between varieties of English, though all can be understood more or less by speakers or other varieties. Vậy các em thấy qua phần bài nối vừa rồi, chúng ta đã hiểu hơn về nội dung của bài khóa của ngày hôm nay. Các em sẽ phần bài tập này cô đã đưa thêm hai cột và các em thấy rõ ràng là cô đã sắp xếp theo thứ tự của cái bài nối vừa rồi. Các em hãy ghi vào vở và khẩn trương để chúng ta chuyển sang phần tiếp nhé. Now, let's move to the next part, pronunciation. Tones in new and known information. Ở bài ngữ âm hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em cách lên giọng và xuống giọng
thông tin mới và thông tin đã biết. Vậy em hiểu thế nào là thông tin mới và thế nào là thông tin đã biết? Trên bảng cô có hai đoạn hội thoại ngắn. Và ở hai đoạn hội thoại cô đều gạch chân từ oranges. Vậy sự khác biệt là như thế nào đây? Ở đoạn hội thoại thứ nhất, I'd like some oranges, please. But we don't have any oranges. Các em thấy ở đoạn hội thoại thứ nhất, đoạn từ oranges được nhắc lại, đã được đề cập ở phía trên và được nhắc lại. Vậy đây người ta gọi đó là known information, có nghĩa là thông tin đã biết các em ạ. Sang đoạn hội thoại thứ hai, what would you like, sir? I'd like some oranges. Ở đoạn hội thoại thứ hai thì từ oranges được đề cập thấy lần đầu. Vậy đó chính là new information, đó là thông tin mới. Vậy ngữ điệu ở hai loại câu này cuối câu như thế nào? Cô và các em sẽ cùng nghe để tìm ra nhé. One. I'd like some oranges, please. But we don't have any oranges. Ok, vậy các em thấy ở ngữ điệu với câu known information thì thông tin đó là ở ngữ điệu của nó là gì? Lên giọng cuối câu. Sang đoạn thứ hai. Two. What would you like, sir? I'd like some oranges. Với thông tin mới thì các em thấy ngữ điệu cuối câu đó là xuống giọng. Tiếp tục như vậy, các em sẽ vào hai đoạn kiểm hội thoại tiếp theo. 3. I'll come here tomorrow. But our shop is closed tomorrow. Các em thấy từ tomorrow ở đoạn hội thoại thứ 3 này được nhắc lại. Vậy đó chính là known information. So, vì vậy mà ở đây giọng sẽ là gì đấy? Lên giọng cuối câu. 4. When is your shop closed? It is closed tomorrow. Từ tomorrow lúc này nó mới được đề cập đến. Vậy đó chính là new information. Do vậy nó là xuống giọng cuối câu. Các em hãy nhìn cho cô vào phần remember mà trong sách giáo khoa chúng ta cũng có. In conversations, we often refer to something which has been mentioned before. This is known information and the voice normally goes up at the end. We also tell the listener things we have not mentioned before. This is new information and the voice normally goes down at the end. Trong đối thoại thì chúng ta thường thấy những thông tin mà đã được đề cập đến phía trước rồi thì đây chính là thông tin đã biết. Và thông thường thì giọng thường lên giọng ở cuối câu. Và khi mà nói cho người nghe cái điều mà thông tin chưa đến đề cập đến trước thì đây đó chính là thông tin mới. Và giọng thông thường là gì? Xuống giọng cuối câu các em ạ. Vậy để vận dụng phần bài kiến thức chúng ta vừa mới học về ngữ âm, chúng ta sẽ làm cho cô bài tập tiếp nhé. Listen to the conversations. Do you think the voice goes up or down at the end of each second sentence? Draw a suitable arrow at the end of each line. Các em hãy nghe đoạn đối thoại và em hãy nghĩ xem là giọng sẽ lên giọng hay là xuống giọng ở cuối mỗi câu thứ hai. Em hãy vẽ cho cô mũi tên ở kết thúc mỗi phần kết thúc. One. Tom found a watch on the street. No, he found a wallet on the street. Các em thấy từ street lúc này đã được nhắc ở bên trên rồi. Vậy đó chính là gì? Known information. So the voice goes up. Okay. Two. Where did Tom find this watch? He found it on the street. Từ street lúc này mới được đề cập đến, vậy nó chính là new information. Okay. The voice goes down. 3. Let's have some coffee. But I don't like coffee. Từ coffee được nhắc lại. Do vậy nó chính là known information. The voice goes up.
4. Let's have a drink. What would you like? I'd like some coffee. Okay, từ coffee giờ mới được đề cập đến. So it's the new information. The voice goes down. The next. 5. This hat is nice. I know it's nice, but it's expensive. Từ expensive giờ mới được đề cập đến. Yes, goes down. And the last one. 6. This bed is big. I know it's big, but that one's bigger. Okay, bigger? Okay, yes. Very good. Vậy, bài học ngày hôm nay, cô đã giới thiệu cho các em học được 4 phần. Thứ nhất là về kiến thức, các em học được về tiếng Anh, kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh. Về phần từ vựng, các em học được 3 từ, đó là từ flexible, simplicity và dialect. Với phần word formation, các em đã biết cách hình thành được danh từ, từ tính từ bằng cách thêm đuôi -nis sau tính từ và đuôi -et. Với phần pronunciation, các em đã học được ngữ điệu lên giọng và xuống giọng ở câu có thông tin đã biết và thông tin mới. Now homework, learn the new words by heart. Do exercise 4, page 32. Prepare unit 9, a close look 1 and 2. Em hãy học thuộc lòng từ vựng, làm bài tập 4, trang 32, chuẩn bị cho cô unit 9, a close look 1 and 2. That's for all today. Goodbye and see you again.